sau bạn nên chọn hoa lụa trang trí. Nếu như trước kia nhiều người cho rằng hoa lụa rất khô cứng, không có tính thẩm mỹ cao trong trang trí nhà cửa, văn phòng, thì ngày nay quan niệm đó đã hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều mẫu hoa lụa decor ra đời với chất liệu và màu sắc giống hoa thật đến 90%. Bên cạnh đó còn là những ưu điểm vượt trội mà video 9 lý do bạn nên chọn mua hoa lụa trang trí. Của hoa decor sau đây sẽ giúp bạn thấy rõ điều này. 1. Hoa luôn tươi tắn, không lo héo úa. Ưu điểm của hoa lụa so với hoa tươi chính là không bao giờ héo úa và rất ít khi biến màu. Cũng bởi vậy mà nhìn hoa lụa luôn rực rỡ. Bạn sẽ không cần phải thay hoa thường xuyên, cũng không lo hoa héo úa, có mùi hay là rụng cánh. 2. Không tốn công chăm sóc. Bạn có biết khi mua hoa tươi thì bạn cần tốn nhiều công chăm sóc để hoa tươi lâu không? Ví dụ như cắt gốc, thay nước hàng ngày, thậm chí là phải rửa phần gốc đã bị thối sau mỗi ngày sử dụng. Còn đối với hoa lụa thì sao? Chẳng phải tốn công chăm sóc mấy bạn nha, chỉ đơn giản mua hoa về và cắm vào bình thôi, rồi ngắm hoa mỗi ngày thôi. Nếu nhà ở gần đường thì cuối tuần bạn dành 15 phút để phủi bụi cho hoa là lại trông như mới. 3. Đa dạng mẫu mã, chủng loại để lựa chọn. Nếu như hoa tươi có 1.000 loại thì hoa decor tiết lộ cho bạn rằng hoa lụa cũng có tới vài nghìn loại. Từ những mẫu hoa lụa được làm từ các loài hoa tươi thì giờ đây các nhà sản xuất hoa lụa sáng tạo thêm rất nhiều mẫu hoa mới, màu sắc mới, vừa đẹp vừa sang trọng. Bạn sẽ tha hồ lựa chọn loại hoa lụa phù hợp với mình, màu sắc mà mình yêu thích. 4. Giữ được rất lâu. Theo bạn, độ bền của hoa lụa thì là bao lâu? 1 năm, 2 năm hay là 10 năm nhỉ? Thật khó để trả lời chính xác. Nếu bạn biết cách bảo quản hay trong môi trường lý tưởng không khói bụi thì có lẽ hoa lụa chẳng bao giờ hỏng cả. Với độ bền theo thời gian, hoa lụa là đồ trang trí được rất nhiều chị em lựa chọn để căn nhà, văn phòng của mình luôn ngập tràn sắc hoa. 5. Không gây dị ứng. Nhiều khách hàng thắc mắc với hoa decor là hoa lụa có gây dị ứng hay không? Xin thưa là 99% là không bạn nhé. 1% là với những khách hàng quá mẫn cảm mà thôi. Hoa lụa được làm chủ đạo từ chất liệu vải, đa phần là không có mùi, không có lông nên hầu như không gây dị ứng cho khách hàng, đặc biệt là các bạn nhỏ. Vậy nên bạn cứ thoải mái sắm cho gia đình mình một bình hoa lụa trang trí nhà nhá. 6. Dễ dàng vận chuyển. Hoa lụa cực kỳ dễ vận chuyển, điều này là không thể chối cãi rồi. Lý do vì hoa lụa không bị vỡ, trọng lượng lại nhẹ, đóng gói dễ dàng nên thuận tiện để bạn di chuyển xa, làm quà cho người thân hay là đối tác. 7. Không thu hút ong hay là các loại côn trùng. Cũng bởi đặc tính của hoa lụa là có sắc mà không có hương nên không thu hút các loài ong hay là côn trùng như là hoa tươi. Với những văn phòng cao cấp hay những gia đình có trẻ nhỏ thì điều này rất quan trọng vì ong hay là các loại côn trùng có thể gây nguy hiểm cho trẻ và khách hàng của bạn. 8. Rẻ hơn hoa tươi. Nhiều bạn nghĩ hoa lụa đắt hơn là mua hoa tươi. Có thật vậy không? Nếu bạn muốn so sánh thì hãy so sánh về cùng một loại hoa, về thời gian sử dụng thì từ đó bạn mới biết được hoa lụa rẻ hơn hay là đắt hơn hoa tươi. Hiện nay mua một bó hoa tươi đơn giản thì cũng muốn 500.000 đồng rồi bạn nhá. Với số tiền này bạn có thể mua được một bó hoa lụa đẹp và lại để được rất lâu. Cũng giống như hoa tươi, hoa lụa có rất nhiều loại để bạn lựa chọn. Loại 20.000 đồng cũng có và loại 50.000 đồng cũng có, tùy thuộc vào chất liệu hoa cũng như loại hoa đó. 9. Có thể giặt được. Đây là ưu điểm nổi bật, là lý do mà bạn nên chọn hoa lụa để trang trí. Song song với độ bền lâu, hoa lụa còn có thể giặt và phơi khô được. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng tiếp mà không phải đổi sang một loại khác. Dù là hoa tươi hay là hoa lụa thì đều đẹp và xứng đáng để bạn đầu tư trang trí cho gia đình mình. Tùy thuộc vào mục đích, yêu cầu và sở thích của mỗi người để quyết định điều này. Nhưng Hoa Decor tin tưởng rằng với chính ưu điểm của hoa lụa trên đây, bạn nên chọn cho mình một bình hoa lụa decor nhỏ xinh, tô điểm cho bàn làm việc, bàn ăn hay là phòng ngủ của mình nhé. Quý khách hàng cần mua hoa lụa, đồ decor thì liên hệ ngay với Hoa Decor, website http://hoadecor.vn, số điện thoại 0978 873 303 hoặc 0914 122 071. Địa chỉ: Tầng Trệt, SH205 Bình Minh Garden, 93 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé! Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog nội thất đẹp nhé! Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.